Em đã quyết định thử và em đã yêu thích chai này nhất bởi vì là cái tên của nó Memory, cũng như cái tên của nó thì cái chai mình ngửi mình nhớ về những bữa ăn của gia đình. Nó rất là giản dị chứ không quyến rũ hay là sang chảnh như những chai khác. Em thấy nó rất là đặc biệt, làm cho mình gợi nhớ về những kỷ niệm, nhớ về những người mẹ và làm cho mình cảm thấy yêu những bữa ăn gia đình hơn. Với một người thích nấu ăn như em thì em rất thích chai này.